được mến chào tất cả quý cô chú và anh chị. Sáng ngày hôm nay thì em Thương vừa nhận được một cuộc điện thoại của gia chủ căn nhà cấp 4 gác lửng ha, diện tích là ngang 5 và 15, là chị Oanh, với lời nhắn nhủ cũng như là gửi gắm là ngày hôm nay nhờ em vào quay lại và bán cho chị căn nhà này. Ngày hôm nay thật sự là chị gồng gánh hết nỗi lãi của ngân hàng rồi nên chấp nhận bán lỗ cho cô chú và anh chị, hạ giá có một mức giá mới. Dạ thì căn nhà mà em giới thiệu cho cô chú và anh chị ngày hôm nay á là một căn nhà nằm trên trục đường của Đinh Đức Thiện nói dài ha. Mặt tiền này là mặt tiền Đinh Đức Thiện nói dài với đường tỉnh 826. Cô chú và anh chị mình rẽ phải là mình về ngã tư Xà Đôi, chợ Rạch Kiến, quốc lộ 50. Cô chú và anh chị mình rẽ trái là mình di chuyển về khu công nghiệp Cầu Tràm, hai khu đô thị năm sau, chợ Bình Chánh, quốc lộ 1A về các quận trung tâm thành phố ha. Và tại mặt tiền của mình thì có tuyến xe buýt 622 chạy xuyên suốt về bến xe miền Tây, bến xe Chợ Lớn, chợ Bình Điền ha, rất là thuận tiện để kết nối cho cô chú và anh chị nhà mình có người lớn tuổi không thuận tiện di chuyển bằng xe máy ha. Và bây giờ thì em Thương sẽ di chuyển vào căn nhà này để giới thiệu cho cô chú và anh chị. Căn nhà của mình có một cái lợi thế cũng như là ưu điểm đầu tiên là nhà mình cách mặt tiền chỉ có 50m thôi ha quý cô chú và anh chị. Và bây giờ thì em Thương mời cô chú và anh chị mình cùng di chuyển vào bên trong nha. Dạ thì lúc trước là em Thương đã có quay căn nhà này hình như đâu đó là 2 lần và cũng được rất là nhiều cô chú và anh chị quan tâm đón nhận xuống xem nhà rất là nhiều ha. Nhưng mà vì một cái lý do là chắc chưa có đủ duyên cũng như là lúc đó thì gia chủ bán với một mức giá khác, cô chú và anh chị mình không đủ tài chính ha. Lúc trước thì chị Oanh gửi với giá là 1.680.000.000, lúc đó thì cũng có nhiều cô chú và anh chị mình xuống xem nhà, mình thương lượng một cái mức giá là 1.6.000.000, nhưng mà lúc đó là chị Oanh không bán ha cô chú và anh chị. Nhưng ngày hôm nay thật sự gồng gánh lãi ngân hàng hết nổi rồi nên chị chấp nhận bán lại với một mức giá mới, một mức giá thật sự thiện chí. Cô chú và anh chị mình ráng xem hết video, một chút xíu nữa thì em Thương sẽ bật mí một cái giá để cho cô chú và anh chị mình tham khảo ha. Dạ căn nhà của mình thì lợi thế là cách mặt tiền có 50m thôi. Nhà có ông bà lớn tuổi ra đón tiếng xe buýt là mình đã về các quận trung tâm thành phố rồi. Từ đâu đó kết nối khoảng là 20 đến 35 phút thôi quý cô chú và anh chị. Và nhà mình thì khu dân cư ở hiện hữu ở san sát từ trước đến giờ rồi, toàn là dân địa phương thôi, vui vẻ và thân thiện. Ở đây thì khu vực nhà mình trung tâm đầy đủ tiện ích. Xe buổi sáng thì cô chú và anh chị mình chỉ cần di chuyển có vài bước chân thôi là mình đã ra tới quán ăn rồi, quán cà phê tạp quá ha. Di chuyển về chợ thì đâu đó khoảng tầm 1 cây số và về khu công nghiệp Cầu Tràm là đúng 1 cây số. Căn nhà của mình, nếu cô chú và anh chị mình thích căn nhà nhưng mà mình chưa có nhu cầu ở liền thì mình có thể mua để lại cho thuê ha. Vì nhà mình thì nằm ở một khu vực là gần khu công nghiệp Cầu Tràm, một khu công nghiệp đang rất phát triển. Cái lượng mà công nhân cũng như là khách thuê thì khá là nhiều ha. Kế nhà mình là có nguyên một cái dãy nhà trọ nè cô chú và anh chị. Đối diện nhà mình là nhà vườn ha, xa xa thì có nhà phố, có biệt thự nè. Vì nhà mình là nằm ở khu vực được phép xây dựng tự do, cô chú và anh chị mình thích mẫu nhà nào cũng như là ưng cái mẫu nhà nào thì mình có thể sửa chữa thiết kế theo cái nhu cầu và sở thích của gia đình ha. Và đây là căn nhà gác lửng cấp 4 và ngày hôm nay em Thương muốn giới thiệu cho cô chú và anh chị, có diện tích là ngang 5, dài 15, nhà thuộc hướng nam ha. Thiết kế là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một mẫu nhà gác lửng khá là hiện đại luôn. Cô chú và anh chị mình mua về thì có thể ở gia đình từ 4 đến 6 thành viên ha. Nhà của mình thì pháp lý là sổ hồng riêng, đất thổ cư, nhà đã hoàn công rồi. Cập nhật tất cả các tài sản trên đất một cách rõ ràng để cô chú và anh chị mình yên tâm. Và đặc biệt nhà mình thì cũng đã có số nhà rất là rõ ràng luôn. Hiện tại thì em Thương đang đứng ở một trục đường bê tông 3m ha quý cô chú và anh chị. Phía bên đây là một trục đường thông, cô chú và anh chị mình có thể di chuyển ra khu công nghiệp Cầu Tràm ha. Phía bên ngược lại, cái phía mà lúc nãy em Thương đi vô á, thì cô chú và anh chị mình di chuyển ra mặt tiền Đinh Đức Thiện nói dài ha. Mình kết nối về khu công nghiệp cũng được nè, ngã tư Xà Đôi, chợ Rạch Kiến cũng được ha. Nhà mình là một trục đường thông, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, dưới là có cống thoát nước, trên là có điện đường, thắp sáng từ ngoài đường lớn vào đến tận căn nhà của mình luôn. Dạ thì căn nhà này lúc trước là chị kêu giá là 1.680.000.000, giá đó là giá gốc thôi quý cô chú và anh chị. Thật sự là chị cũng không có lời luôn, nhưng ngày hôm nay lại hạ thêm một lần nữa, còn đúng 1.590.000.000, giá thật không phát sinh. Vì chị muốn là giải quyết nợ ngân hàng một cách nhanh chóng ha, hạ để bán nhanh bán gấp thôi. Là mong được cô chú và anh chị nào hữu duyên xem căn nhà ngày hôm nay mình có thể chốt với một cái mức giá thiện chí ha quý cô chú và anh chị. Chị Oanh còn để lại cho cô chú và anh chị mình thương lượng một chút xíu cũng như là bớt lọc tùy theo cái độ thiện chí của mình. Và bây giờ thì mời cô chú và anh chị cùng khám phá căn nhà ngày hôm nay ha. Căn nhà này thì lúc trước em Thương đã quay rồi nên là giờ em cũng không có nói gì nhiều. Cô chú và anh chị mình tham khảo hết video, những thông tin nào còn thiếu thì em Thương xin được nhắc lại cho cô chú và anh chị ha. Mình thì có một khoảng sân trước để đậu xe máy nè. Ngày hôm nay thì chị Oanh đã làm thêm cho mình một cái mái che rồi, thắp sáng những bóng đèn lon bên trên nè, có cửa rào, cửa sắt đầy đủ nè,
cửa chính thì cũng là cửa sắt bốn cánh ha. Khoảng không gian phòng khách thì rộng rãi. À, bên dưới thì được lót gạch 60x60 nè, xung quanh tường thì được ốp gạch cao lên 1m2, có những khung tranh để cho cô chú và anh chị mình về thiết kế những tấm tranh phong thủy của gia đình ha. Trần nhà thì được dịch hợp rất là cao, trang trí những bóng đèn lon, đèn led nè. Nói tiếp giữa không gian phòng khách thì là không gian phòng bếp, ngăn cách có một cái tấm tường nữa ha quý cô chú và anh chị, rất là thẩm mỹ luôn. Đã có sẵn cho mình kệ tủ dưới rồi nè, mặt bếp ốp gạch sạch sẽ, những khoảng không gian để cô chú và anh chị mình có thể lắp tủ lạnh ở khu vực này ha. Nhà mình pháp lý là sổ hồng riêng, sử dụng điện nước riêng, điện nước chính thức, và khu vực nhà mình hiện tại là sử dụng nước máy và điện nhà nước ha. Hiện tại thì chị Oanh cũng đã trang bị sẵn cho mình một cái máy bơm nè, cũng như là một bồn nước bên trên ha, để dự trữ để những ngày mà cô chú và anh chị mình sinh hoạt nhiều thì mình cũng có thể tiện sinh hoạt hơn quý cô chú và anh chị. Và khoảng không gian của mình á, vì nhà mình là một căn nhà riêng lẻ thì lợi thế này hiện tại thì chị có trổ cho mình cửa sổ ở phía dưới nè, cũng như là bên trên ha, để không gian bên trong căn nhà của mình được đối lưu không khí nè, rất là mát mẻ, không có bị ngợp, bị bí ha. Và căn nhà này pháp lý là sổ hồng riêng, có hỗ trợ vay ngân hàng, cô chú và anh chị mình không đủ tài chính, mình chỉ cần có trong tay tài chính 600-700 triệu thôi cũng đã có thể sở hữu được cái căn nhà này rồi ha. Vì nhà mình pháp lý là sổ hồng riêng, đất thổ cư và đặc biệt là đảo Hàng Công, ngân hàng hỗ trợ cho vay rất là cao thôi quý cô chú và anh chị. Và những chi tiết ở dưới không gian tầng trệt thì em Thương cũng đã quay sơ một vòng rồi, vì những video trước thì em cũng đã chia sẻ rất là nhiều ha. Cô chú và anh chị nào lúc trước mình chưa tham khảo á thì hãy liên hệ cũng như là kết bạn Zalo, em Thương sẽ gửi một video full cũng như là chi tiết hơn để cho cô chú và anh chị mình tham khảo ha. Còn video ngày hôm nay thì chủ yếu là em Thương báo lại cho cô chú và anh chị mình một cái mức giá giảm ha, để cô chú và anh chị mình cân nhắc nếu lúc trước mình thích mẫu nhà này mà không đủ tài chính thì ngày hôm nay mình có thể xuống xem nhà, gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng lại ha. Lúc trước 1.6 tỷ không bán, ngày hôm nay hạ còn 1.590 triệu, còn thương lượng luôn nha cô chú và anh chị, bao toàn bộ chi phí sang tên công chứng cho cô chú và anh chị mình luôn. Khoảng không gian ở trên gác lửng thì có phòng thờ nè và hai phòng ngủ ha. Phòng ngủ nào thì cũng có chỗ cửa sổ để mình lấy gió lấy thoáng nè. Cửa được chọn cho mình là cửa nhôm có kính mờ. Những không gian phòng ngủ thì khá rộng rãi để mình có thể để giường để niệm ha cô chú và anh chị. Các bóng đèn, ổ đèn, đường dây chờ, máy lạnh cũng được chờ sẵn nè. Nhà vệ sinh thì nằm kế bên để cho mình sử dụng chung ha. Cổ cửa sổ nè, nhà có ông bà lớn tuổi về đây nghỉ ngơi nghỉ dưỡng thì quá là lý tưởng rồi, không có bị ngợp đâu. Kết nối về khu vực bệnh viện nè, chợ nè, trường học các cấp thì quá là gần rồi, từ 500m đến 1 cây số là đã có đầy đủ rồi ha cô chú và anh chị. Dạ thì nãy giờ là toàn bộ những thông tin của căn nhà này, diện tích là ngang 5, dài 15, nhà thuộc hướng Nam. Hiện tại gia chủ mong muốn bán với giá là 1.590 triệu, đã hạ so với mức thời điểm trước rồi ha quý cô chú và anh chị. Hiện tại thì cô chú và anh chị mình đang ở làm việc ở các quận trung tâm thành phố thì mình cũng có thể đi về về với khu vực này ha, vì nhà mình kết nối về các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân thì đâu đó khoảng tầm là 25 phút ha quý cô chú và anh chị. Đường xá thông thoáng rộng rãi và cách mặt tiền chỉ có 50 mét thôi. Từ vị trí nhà mình nhìn ra là đã thấy mặt tiền của Đinh Đức Thiện nói dài rồi ha quý cô chú và anh chị. Dạ thì toàn bộ những thông tin của căn nhà này em Thương đã chia sẻ một cách rõ ràng, chính xác và chân thật nhất. Có sao thì em chia sẻ như vậy, không nói quá để khi cô chú và anh chị mình xuống xem nhà thì mình bị thất vọng ha. Khu vực nhà mình đất sạch, không vướng dự án giải tỏa quy hoạch, không màu mã ha quý cô chú và anh chị. Dạ thì cuối cùng em xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị mình sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp. Hẹn gặp lại tất cả quý cô chú và anh chị trên video tiếp theo.